ngày 23 tháng 3, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có thông cáo cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế. Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế, nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VNEID giả mạo, để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế, hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VNEID, sau đó gửi đường link dịch vụ công VNEID giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước tình trạng trên, Tổng cục Thuế một lần nữa khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài ngành thuế thu thuế hộ. Đồng thời, cảnh báo người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng. Tổng cục Thuế khuyến cáo, người nộp thuế khi nhận được các tin nhắn, cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý, trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức HTTP và tên miền quốc gia vietnam.vn là trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế có tên miền http://www.gdt.gov.vn. Việc mạo danh, giả danh nêu trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan chức năng để trục lợi cá nhân, lừa đảo người nộp thuế. Hành vi này đã và đang gây thiệt hại, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, gây tổn hại uy tín, hình ảnh của cán bộ công chức thuế. Tổng cục Thuế đề nghị các trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý. Đồng thời, cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an và cơ quan thuế nơi gần nhất, đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.